Cô Hậu xin chào tất cả các học sinh lớp 12. Thì chúng ta cũng đang bước vào cái chương kim loại kiềm và kiềm thổ. Thì các em sẽ gặp một cái dạng toán là giải toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm mà các em sử dụng công thức nhanh. Nhưng mà cái clip nhỏ này cô muốn đưa cho các em là các em sẽ hiểu là vì sao chúng ta đã có công thức nhanh như vậy. Để chúng ta hiểu được bản chất và chúng ta không có quên ha. Và nếu có quên thì chúng ta cũng hình thành nên lại được cái công thức này. Thì bây giờ cô đưa cái đề để cho các em dễ tưởng tượng ha. Đề bài hỏi là có bao nhiêu mol CO2 cho vào dung dịch 3 giờ để thu được B mol kết tổ, thì với trường hợp là A lớn hơn B. Thì cái này giống như là cô sẽ đi lại theo đúng cái tông của năm lớp 11, chúng ta lại làm toán tự luận. Cũng chia ra hai trường hợp và cô cũng chia ra hai trường hợp như vậy. Đó, ở đây chúng ta có là trường hợp 1 là CH 2 lần. Dư thì chúng ta sẽ từ kết tủa chúng ta tính lên thôi. Và ở đây cô sẽ viết phương trình ion nha các em. Thì ở đây ta có là CO2 cộng với lại là OH trừ để ra CO32 trừ. Ở đây á, cái gốc CO32 trừ này chúng ta có thể hiểu đó là cái số mol kết tủa nha các em. Rồi, đây là B mol. Đây là 2B. Đây là B. Và trường hợp này thì số mol OH trừ của chúng ta sẽ bị dư, vì OH trừ của chúng ta là 2A trừ cho 2B, mà A lớn hơn B cho nên là 3 giờ dư. Như vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là số mol CO2 cần dùng là B mol, đúng không? Như vậy rất là đơn giản là từ số mol kết tủa chúng ta bắn lên số mol CO2. Vậy thì số mol CO2 luôn luôn bằng với số mol kết tủa. Rồi, tiếp trường hợp 2 nè. Trường hợp 2 ta có là gì? CaOH 2 lần mình sẽ xài hết luôn ha. Hết. Như vậy ta có là điều gì ha? Ta có là CO2 cộng với lại là OH trừ. Như là vẫn xảy ra cái phương trình này nha các em. CO32 trừ cộng với nước. Rồi, đây là B. Đây là 2B. Và đây là B. Được chưa? Rồi, như vậy thì cái OH trừ còn lại sẽ tác dụng thêm được một lượng CO2 để nó ra muối HCO3 trừ. Được không em? Như vậy thì ở đây là OH trừ của cô. OH trừ của cô sẽ là 2A mà trừ cho 2B. Thì số mol CO2 của cô là 2A trừ 2B. Như vậy tổng số mol CO2 trong trường hợp 2 này chúng ta xài là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ coi lại ha. Đây, cô móc như thế này cho các em thấy. Như vậy trong trường hợp 2 này tổng số mol CO2 của cô xài là bằng B cộng 2A cộng 2, xin lỗi các em, trừ 2B. Vậy nó sẽ bằng là 2A trừ B. Được chưa các em? Như vậy thì chúng ta sẽ hình thành nên cái công thức nhanh. Như vậy là các em được học là số mol CO2 sẽ bằng với lại số mol gì? Số mol gì nào? Ở đây là bằng, chính là bằng số mol CO32 trừ. Hoặc là bằng gì? 2A tức là số mol OH trừ nha các em, tức là bằng số mol OH trừ trừ cho B là này, trừ cho số mol gốc CO32 trừ. Thì đây là cái công thức mà các em cần phải thuộc. Thì đây là một cái công thức là chuẩn luôn ha. Thì các em lưu ý thêm cái K vào cho cô. Thì các em biết rằng là nếu mà chỉ tạo ra muối trung hòa đó thì con K của chúng ta phải lớn hơn hoặc là bằng 2. Vậy trường hợp này là K lớn hơn hoặc là bằng 2. Còn trường hợp này tạo ra 2 muối, đúng không các em? Thì trường hợp này sẽ dành cho là K lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Và đây là một cái công thức mà dành cho toàn bộ CO2 tác dụng với lại dung dịch kiềm. Và nếu như mà cái bài của chúng ta mà nó chỉ cho CO2 tác dụng với lại kiềm hóa trị 2 thì chúng ta có thể thay cái số mol gốc carbonat này bằng với số mol kết tủa. Cho nên ở trên lớp thì các em hay có một cái công thức là gì? Số mol CO2 bằng với lại số mol kết tủa, hoặc là trường hợp 2 là số mol CO2 bằng số mol OH trừ
trừ cho số mol kết tủa bằng số mol OH trừ trừ cho số mol kết tủa. Thì ở đây cô hướng dẫn cho các em hai cái công thức luôn ha. Công thức này là dành cho cái trường hợp CO2 mà tác dụng với lại là cái bazơ hóa trị 2, một bazơ hóa trị 2 nha, canxi OH 2 lần hoặc là BOH 2 lần. Còn khi những cái trường hợp mà CO2 tác dụng với lại là hỗn hợp hai bazơ, vừa bazơ hóa trị 1 vừa bazơ hóa trị 2 thì em xài công thức ở phía trên giúp cô. Xin chào tất cả các em.